Những năm qua, Chi cục Hải quan Hưng Yên luôn có nhiều giải pháp thiết thực trong đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, nhất là thu hút các doanh nghiệp đến làm thủ tục tại đơn vị. Doanh nghiệp này về đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và đi vào hoạt động được gần 2 năm nay. Như nhiều doanh nghiệp khác, trước đây phần lớn các doanh nghiệp mở chi nhánh tại Hưng Yên nhưng đều làm thủ tục hải quan tại văn phòng chính ở các tỉnh khác. Trước thực trạng trên, Hải quan Hưng Yên đã chủ động tổ chức các đoàn công tác đến gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp để tuyên truyền phổ biến các nội dung bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp, lắng nghe giải đáp các vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp về làm thủ tục tại Hưng Yên. Chúng tôi có một nhà máy tại Nam Định trước đây. Với những kinh nghiệm sẵn có ở Việt Nam, nên đã quyết định lựa chọn Hưng Yên là điểm đến đầu tư tiếp theo với việc xây dựng nhà máy tại địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2021, công ty chúng tôi bắt đầu tiến hành nhập khẩu linh kiện trang thiết bị. Có những thiết bị đặc thù, tiên tiến và hiện đại lần đầu tiên tiến hành nhập khẩu, nhưng đã được Hải quan Hưng Yên tận tình hướng dẫn và hỗ trợ chúng tôi, có thể thuận lợi hoàn thành công việc, tạo điều kiện để nhà máy chúng tôi có thể nâng cao được hiệu quả sản xuất. Và bước đầu thành quả đạt được đã xuất khẩu những lô hàng đầu tiên trong năm 2022. Với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, những năm qua, Chi cục Hải quan Hưng Yên có nhiều giải pháp thiết thực trong đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Theo đó, đơn vị luôn lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp để cùng nhau cải cách, đồng hành phát triển, đưa quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất. Trong những năm qua, trung bình mỗi năm, chi cục đã thu hút trên 10 doanh nghiệp về làm thủ tục. Vì vậy, đến nay, có trên 1.600 doanh nghiệp về làm thủ tục tại doanh nghiệp, tăng 500 doanh nghiệp so với năm 2020. Từ đầu năm đến nay, thu thuế xuất nhập khẩu của chi cục đạt trên 900 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch năm và là một trong những chi cục đạt số thu cao trong toàn ngành. Trong năm 2022, chi cục Hưng Yên chúng tôi đã thu hút động viên về 15 doanh nghiệp mới về làm thủ tục trên tổng số 1.600 doanh nghiệp. Với số doanh nghiệp năm mới này về đã nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng tiền thuế. Đây là một trong những dịch vụ xuyên suốt, nó thể hiện qua bản thỏa thuận đối tác hải quan doanh nghiệp mà chúng tôi đã ký và cam kết với cộng đồng doanh nghiệp. Đó là tạo thuận lợi thương mại từ thái độ phục vụ đến hướng dẫn và trả lời các doanh nghiệp, luôn luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, cùng nhau tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhanh nhất có thể để đảm bảo việc thông quan hàng hóa cũng như các cái hạn chế, các cái sai sót trong công tác kê khai hải quan của cộng đồng doanh nghiệp. Để hoàn thành dự toán năm 2023 với số thu 4.700 tỷ đồng, cùng các giải pháp để tăng nguồn thu, chống thất thu, trốn thuế, Hải quan Hưng Yên sẽ tiếp tục làm việc động viên tuyên truyền các doanh nghiệp được giao quản lý, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng làm thủ tục xuất nhập khẩu ở địa phương khác về, làm thủ tục tại chi cục.